Xin chào các bạn. Video hôm nay mình cùng các bạn đi trải nghiệm trên tuyến xe buýt trên sông Sài Gòn ở bến Bạch Đằng. Và các bạn xem video, nếu thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đây là lúc các mình lên boong tàu. Nhìn chung là boong tàu khá rộng rãi và sạch sẽ. Có ghế ngồi khoảng 40 đến 50 người trên một boong tàu. Và đi xe bus sông Sài Gòn có gì cảnh đẹp? Trên xe buýt sông Sài Gòn, các bạn có cơ hội ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp từ một góc nhìn khác. Đi trên chuyến tàu xe buýt Sài Gòn, các bạn được đi vòng qua các khu chung cư, qua sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm. Các bạn được chiêm ngưỡng những công trình nổi tiếng của thành phố mang tên Bác như tòa nhà Landmark 81 hay khu đô thị Vinhome Central Park và villa dọc sông hay những khung cảnh thoáng đãng xung quanh. Khung cảnh Sài Gòn hiện ra trong mắt du khách những như một Hồng Kông thu nhỏ trên hành trình đi qua Vinhome Central Park, vừa nhộn nhịp lại bình yên với khung cảnh thoáng đãng. Ngoài ra, khi du khách đi trên sông Sài Gòn còn có thể cảm nhận được cái cảm giác mát lạnh của gió, của hơi nước ở trên sông Sài Gòn. Và các bạn cũng có thể quan sát các tàu thuyền chở hàng hóa đi trên sông Sài Gòn. Một vài lưu ý nhỏ khi các bạn đi xe buýt trên sông Sài Gòn là mặc dù đi xe buýt trên đường sông từ bến Bạch Đằng đến Linh Đông, Thủ Đức khoảng 40 phút, nhưng thực tế toàn bộ quá trình gửi xe, mua vé đi và về có thể mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Vì vậy, du khách có thể chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ hoặc thức uống mang theo. Nếu các bạn thích ngồi thuyền để ngắm cảnh, các bạn nên mang theo mũ che nắng, áo khoác mỏng và kem chống nắng. Trẻ em được miễn phí vé xe buýt đường sông, nhưng nếu bạn muốn chỉ có chỗ ngồi riêng thì nên mua thêm vé cho trẻ. Nếu thích chụp ảnh, bạn nên chuẩn bị điện thoại máy ảnh gợi tự sướng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trên sông Sài Gòn. Bạn nên đi sớm vì trời mát và dễ dàng mua vé như muốn, vì đôi khi vé sẽ bán sớm nên hết vé và ở một số chặng xe buýt. Nếu không có thời gian, du khách có thể lựa chọn đi các tuyến ngắn như các điểm đến là Bạch Đằng tại quận 1, đến là Bình An tại quận 2, bến Thanh Đa ở tại Bình Thạnh. Bạn cũng cần đọc kỹ các quy định trên tàu và thực hiện đúng để dễ dàng di chuyển. Và giá vé cho mỗi lượt dành cho người lớn là 15.000 đồng trên một lượt. Các bạn có thể mua vé khứ hồi để tiện cho việc di chuyển và không phải mất thời gian để mua vé lần thứ hai. Có hai cách để các bạn mua vé. Một là đặt vé trực tuyến bằng website saigonwaterbus.com và làm theo hướng dẫn. Cách thứ hai là mọi người có thể đến phòng vé trực tiếp ở bến sông Bạch Đằng để mà mua vé theo sự hướng dẫn của nhân viên bán vé xe buýt. Và cuối cùng, chúc các bạn có một chuyến tham quan và trải nghiệm thật thú vị trên tuyến xe buýt Sài Gòn. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình di chuyển và có những trải nghiệm cho riêng mình. Cảm ơn các bạn. Và các bạn xem video thấy hay thì các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để cho mình có cái động lực tiếp tục ra video hay hơn nữa cho các bạn. Vừa rồi mình cùng các bạn đi trải nghiệm trên tuyến xe buýt trên sông Sài Gòn.
Và nếu các bạn xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.